Thì còn điêu khắc da thì mình thấy những cái ông bác người người Mỹ hay khắc những cái hình cổ điển mà mình thấy nó rất là hay, và nó có thể ứng dụng lên đồ da của mình. Và ở Việt Nam lúc đó cũng có một vài anh chị đi trước cũng đã khắc rồi, thì mình bắt đầu học tập và mình khắc theo. Tuy đã có mặt tại Việt Nam gần 10 năm, nhưng dạo gần đây, điêu khắc trên da mới được nhiều người tìm hiểu và săn lùng các sản phẩm độc đáo. Anh Dương Minh Tuấn ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, nghệ nhân nổi tiếng trong giới điêu khắc da với xấp xỉ 10 năm. Theo đuổi đam mê nghề da thủ công, được nhiều người biết đến nhờ việc tài biến những tấm da mỏng thành tác phẩm nổi khối 3D thủ công. Trung bình, sản phẩm khắc nổi hoa văn cơ bản sẽ mất từ 10 đến 15 giờ đồng hồ để kẻ khuôn, đẽo cọt và phối màu. Để sản phẩm khô màu sẽ mất tổng cộng từ 48 đến 72 giờ. Những sản phẩm khắc nổi nhân vật trong phim hoặc hoạt hình sẽ tốn từ 7 đến 10 ngày để hoàn thành. Thì hiện trên thị trường là nó có phong cách điêu khắc kiểu Trung Quốc và kiểu Mỹ. Thì người Mỹ người ta sẽ đi giao và đóng tuôn. Còn có hệ tuôn người ta phát triển cũng khoảng 40-50 năm nay rồi. Còn người Trung Quốc thì lại phát triển một cái hệ tuôn theo bộ tuôn nặng đất sét. Nên nó sẽ thiên về là vuốt ở trên da hơn. Và nó giống như là nó nặng nặng cái miếng da thành những cái hình dáng giống như là khi mà người ta nặng cục đất sét vậy. Thì để mà làm một cái sản phẩm chạm khắc da thì đầu tiên là phải lên rập cho sản phẩm, để mà mình biết được là cái hình ảnh nó sẽ nằm ở cái vị trí nào và cái tỷ lệ của nó như thế nào. Sau khi mà mình đã có đập kích thước rồi thì bắt đầu mình thiết kế cái hình ảnh trên cái bề mặt mà mình muốn khắc theo đúng cái tỷ lệ đẹp nhất, rồi bắt đầu mình sẽ khắc và lên màu nhuộm sản phẩm rồi. Với các chất liệu truyền thống cứng như đá, gỗ, người sáng tác dễ dàng cho ra những sản phẩm có tạo hình nổi mãn, khối. Tuy nhiên, với da thuộc, mà cụ thể là da bò, lại rất mềm, nên người điêu khắc đòi hỏi phải có những kỹ nghệ riêng và phải sở hữu những dụng cụ tạo tác chuyên biệt. Da điêu khắc sẽ khác loại da dùng để đóng giày hoặc làm túi xách. Không phải bất cứ mảnh da nào khi gọt đẽo cũng cho ra những nét chạm tinh tế. Da dùng để điêu khắc phải được thuộc kỹ, có độ mềm nhất định. Thường thì da chạm khắc là bây giờ mình sử dụng chủ yếu là da của Ý. Tại vì có những cái shop ở trên thị trường là có nhập về để mà bán. Thì da của Ý theo mình cảm thấy là nó lên được khoảng 8-90% khối cần thiết. Còn những cái sản phẩm mà nó cần đòi hỏi độ chi tiết cao hơn, đòi hỏi cái độ da đanh hơn và cái lớp ren nó dày hơn thì mình phải nhập riêng từ châu Âu. Tuổi thọ của đồ da thì tùy theo người sử dụng mà nó có thể từ 10 tới 20 năm là đối với một cái sản phẩm da sử dụng rất là bình thường mỗi ngày đó. Thì tất nhiên là nó sẽ không có đẹp đẹp giống như là lúc ban đầu, nhưng mà nói về độ bền và độ dai, độ chắc và cái đường chỉ thì nó sẽ khoảng 10 tới 20 năm. Còn có những cái sản phẩm da mình thấy ở bên Mỹ trưng bày thì có những cái yên ngựa được chạm khắc cách đây khoảng 100 năm. Thì đối với những cái sản phẩm mà người ta không có sử dụng nhiều hoặc là nó mang tính trưng bày thì tuổi thọ của da có thể đến 80, 90 và 100 năm. Anh Tuấn tiết lộ mỗi sản phẩm điêu khắc da thô có kích thước tương đương tờ giấy A4, mất 2 đến 3 ngày hoàn thành, sẽ có giá trên dưới 2 triệu đồng. Các tác phẩm da điêu khắc dài ngày đòi hỏi độ nổi khối cao sẽ có giá xấp xỉ chục triệu đồng. Các sản phẩm da thô điêu khắc đòi hỏi độ tinh tế cao, anh chia sẻ, khi bị mất một chi tiết hay mảnh da bị vết nứt nhỏ, anh bắt buộc phải bỏ toàn bộ sản phẩm làm lại từ đầu. Thời gian hoàn thành đôi khi từ 4 lên thành 6 đến 7 ngày.